mà mình lạ lắm, mình vào chùa mình thấy Phật Thích Ca cái mình lại, thấy Phật Bà Quan Âm cái mình lại, mà về nhà thấy cha mẹ ngọn đóng đó không chào không hỏi, cha mẹ ngồi đó không một tiếng hỏi han nha, mày vào đến cơ quan thì cúi đầu chào thủ trưởng, dỗ cha thì xem nhẹ, nuôi mẹ thì không, mà cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện là chết, không đúng. Cho nên món quà thứ nhất đọc lại: trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ. Món quà này hay không? Đón nhận nha, vỗ tay. Tiếp theo là: không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng. Bằng lòng với những gì mình đang có là hạnh phúc. Mà bản chất của mình thì sao? Không bao giờ bằng lòng với gì đang có. Khi không có thì muốn cho có rồi mua lại muốn có thêm. Vì cái lòng gì? Lòng tham. Cái lòng tham của mình thì gọi là lòng tham không đáy. Mà cái nguyên nhân sinh ra sự khổ của con người là do cái lòng gì? Lòng tham. Mà hãy tham nhiều thì khổ, tham ít thì không tham thì hài. Mà mình đây có ai không khổ không? Vậy là có tham. Bây giờ sư hỏi là ít hay nhiều thôi, ai tham nhiều thì giơ tay coi. Ai tham ít đâu giơ tay coi. Cười không à. Như vậy thì muốn khổ ít thì nên tham. Ai mà tự muốn khổ nhiều thì tham. Thì mỗi lần mà mình khổ thì mình coi có ít hay nhiều là biết mình tham ít hay tham nhiều. Ở đây thì kể cả chúng tôi luôn, với quý vị là không có ai mà không tham hết, cho nên ai cũng khổ. Nhưng mà có một cái là khổ ít hay khổ thì cuộc đời này mình tự quyết định nha. Khổ ít hay là khổ nhiều. Hãy tham nhiều thì than nhiều. Từ cái tham nó mới than ra cái than. Khổ hoài. Đến chùa học được chữ tu, về nhà bận rộn lu bu quên liền. Đến chùa là để tâm yên, vừa ra khỏi cổng thì ưu phiền phủ vây. Đến chùa cốt để tâm an, gặp vài người nữa ngồi than trách đời. Mình tham nhiều cho nên mình mới than nhiều. Gặp ai cũng than khổ. Cái lòng tham của mình là lòng tham không đáng. Không có thì muốn cho có rồi thì muốn có thêm. Thường thì mình không có bằng lòng với những gì mình đang có, mà mình thích dòm ngó những cái khó thuộc về mình. Cái phước của mình thì mình ở cái nhà cái này được rồi, nhìn qua bên kia nhà to hơn, muốn cái nhà này khổ. Cho nên phải tập bằng lòng với những gì mình đang có. Nhìn lên thì cảm thấy khổ tâm hoài, ngó xuống thì hơn nhiều kẻ trắng tay. Chấp nhận tìm vui trong hiện tại, những gì ta có được hôm nay. Vậy là vui rồi. Không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng nghe. Tập bằng lòng gì đang có, bớt cái tham đi. Và không có cái biết nào bằng cái biết đủ. Mình biết bao nhiêu thứ, bao nhiêu điều, nhưng mà không biết đủ vẫn thấy thiếu, vẫn thấy khổ. Tỷ phú nha, mà không biết đủ vẫn thấy thiếu. Bằng chứng là mấy ông vẫn đi làm. Có những người tiền ăn tới ba đời chưa hết mà vẫn muốn có thêm. Vì không biết, biết đủ. Chỉ có biết đủ mới là đủ nha. Không biết đủ thấy thiếu hoài. Biết đủ là tài sản tối thượng. Biết rằng nhân loại sống vì tiền, có tiền nhân loại mới bình yên. Đồng tiền là phương tiện để sống, nhưng chớ vì tiền quá đảo điên.
Có những người vì tiền quá điên luôn. Bớt tham danh vọng kim tiền thì ta sẽ thấy ưu phiền tiêu tan. Bớt sân, bớt hận, bớt tham thì đời sẽ bớt cơ hàng khổ đau. Vì vậy chỉ có biết đủ á thì mới đủ. Cái người mà biết đủ ti nghèo mà thành giàu tại không có thấy thiếu. Còn cái người không biết đủ ti giàu mà thành nghèo lúc nào cũng thấy thiếu hết. Có câu chuyện vui kể cho quý vị nghe để quý vị thấy được cái lòng tham con người mình nó ghê gớm lắm. Buổi sáng sớm có đứa bé nó ngồi bên lề đường nó khóc. Có một người thanh niên tốt bụng đi ngang thấy nó khóc mới hỏi tại sao con khóc. Đứa bé mới trả lời rằng hồi sáng mẹ con cho con 1 đồng ăn quà, con mãi mê chơi đánh rơi mất, bây giờ con buồn con ngồi con khóc. Thì người thanh niên tốt bụng mới móc trong túi ra 1 đồng, nó thôi con nín đi chú cho con 1 đồng. Thì đứa bé cầm 1 đồng trên tay thay vì nó nín, đằng này nó khóc lớn hơn nữa. Người thanh niên mới ngạc nhiên mới hỏi ủa con mất 1 đồng con buồn con khóc, bây giờ cho con 1 đồng con mới nín chứ, tại sao con không nín? Nó nói phải chi hồi sáng con đừng mất 1 đồng, bây giờ con có 2 đồng rồi. Câu chuyện ngụ ngôn thôi, chúng tôi mượn đứa bé nhưng mà nói là người lớn đó. Đọc theo, không có cái biết nào bằng biết đủ. Biết đủ người nghèo cũng thành người giàu mới không thấy thiếu mà. Mình nhớ nghe, mình phải nhớ mình là cũng là người tỷ phú vậy. Ta là tỷ phú thời gian. Nhớ. Mình cứ nói với mọi người rằng tiền tỷ thì tôi không có, nhưng mà tôi có tỷ thời gian. Mà thời gian là vàng bạc. Mà mình có 1 tỷ vàng bạc thì mình phải giàu không? Quá giàu. Cái người giàu á, họ tham công tham việc lắm. Người ta nói nhà giàu thì ham việc, mà thất nghiệp thì ham ăn, đường nào cũng chết. Mấy người giàu họ có điều kiện họ làm, họ ham công ham việc lắm, họ làm miết này họ làm ra tiền. Còn mình nghèo mà thất nghiệp đâu có làm ra tiền, cứ tối ngày cứ thèm ăn cái này thèm ăn cái kia. Cho nên nhiều khi nhiều người có bào chữa nói trời giàu chỉ cho khổ, nghèo với mình vậy mà sướng. Trời không sướng đâu, người ta giàu ta ham việc người ta khổ đúng rồi, còn mình thất nghiệp mà ham ăn nó còn khổ hơn nữa. Sướng phải binh. Có nhiều cái quan niệm người ta đã kích, người ta phản ánh cái người giàu, mấy người mà có tiền á, họ cứ lao vô cái sự gọi là kiếm tiền, họ cực khổ, họ khổ. Cái mà nói giờ thằng nghèo như tôi vậy mà sướng, giỡn hoài. Nghèo như mình mà không tham mới sướng, mà mình còn tham thì cũng khổ. Ví dụ nghe, một cái ông chủ tịch hội đồng quản trị một tập đoàn lớn, ổng đi chiếc xe hơi 5 tỷ. Nhưng vì là cái tập đoàn lớn quá đi, ổng phải vay ngân hàng vài chục tỷ. Và một cái ông giám đốc một công ty vừa và nhỏ, đi cái xe hơi 500 triệu thôi, nhưng mà ổng lại vay ngân hàng là 5 tỷ. Và một người công nhân lãnh lương tháng 10 triệu thôi, đi cái xe Honda vài triệu à. Nhưng mà người công nhân này có gửi trong ngân hàng 50 triệu. Thì theo quý vị á, ba người này người nào khổ người nào sướng? Công nhân sướng kia, yeah. Công nhân sướng, sướng không? Mà mình làm công nhân hay là làm giám đốc, thấy mình có sướng không? Sướng hả? Sướng không? Ai nói công dân sướng đâu, giơ tay coi. Trời hết luôn vậy hả? Xin thành kính phân ưu, thành tâm chia buồn cật lắc. Theo ngoài đời người ta nhìn cái hình ảnh đó, người ta nói ông công nhân cũng sướng,
Bây giờ công nhân ông thứ nhất là ông đi cái xe hai bánh, ông có gửi cho sổ tiết kiệm đâu, ông đi cái xe có hai vài triệu à, xe ông đa vài triệu nhưng mà ông gửi ngân hàng được 50 triệu, ông dành dụm á, tiết kiệm vậy. Thì quý vị thấy ông xuống, nhưng mà quý vị ra thử một cái công ty á, chặn lại hỏi 100 người công nhân hỏi xuống ông nói không khổ. Mình xuống đây là mình nói theo sự hổ của sư thôi, chứ bây giờ ông tin ra ngày làm một cái cuộc khảo sát đi, bước ra một cái công ty ha, đứng ở ngoài cổng á, khi công nhân chạy Honda vô á, cho chị hỏi em coi, xin phỏng vấn em câu là em làm đời công dân sướng hay khổ. Nó nói khổ, 100 đứa trả lời khổ á. Hỏi ai sướng, nó giám đốc sướng, phải không? Không tin thì làm đi biết, còn mình trả lời đi, mình trả lời theo quán tính thôi. Xin thưa với quý vị, thành kính phân u mà thành tóc với buồn chật lất, ba người này đều khổ hết. Vì sao? Để nghe nói nè, cái ông mà công nhân á, ông đi xe vài triệu, ông gửi ngân hàng 50 triệu á, ông dành dụm mà, ông ráng dành dụm, ông mơ một ngày đó là ông có được 500 triệu để mua cái xe hơi đi, cho nó xuống, thấy ông giám đốc đi xe hơi xuống quá, mát quá, làm giám đốc nữa, ông phải mơ chứ. Hỏi quý vị có 100 ông công nhân đều là mơ là mình phải thoát ra khỏi cái công nhân này để mình lên làm quản đốc hay là tổ trưởng hay là giám đốc gì đó. Thích thì hễ mà còn muốn gì thì phải còn khổ. Mặc dù ông gửi 50 triệu nhưng ông ngân hàng, nhưng mà ông lại muốn có 51 triệu, có là 70 triệu, có 100 triệu, để có 500 triệu để mua xe ông đi. Hồi nãy có nói rồi đó, hãy còn tham là còn, nói đi, còn tham là còn, tham ít thì khổ, tham nhiều thì không tham thì. Ông công nhân đó ông còn tham không? Vậy còn khổ không? Đó. Trả lời đàng hoàng, có mách, có chứng cứ đàng hoàng. Còn cái ông mà ông đi cái xe 500 triệu thì ông mơ một ngày đó ông trở thành một cái ông chủ tịch hội đồng quản trị, đi cái xe 5 tỷ cho đà. Còn cái ông mà đi xe mà 5 tỷ mà chủ tịch hội đồng quản trị mà vay ngân hàng mấy chục tỷ đó, thì lâu lâu ông nhìn lại cái ông thấy cái đời công nhân gì mà khỏe. Mình nứt đầu quá. Tới tháng mà nội tiền lương cho cả ngàn công nhân, rồi tiền thuế, tiền bảo hiểm, rồi tiền đối tác, ôi trời ơi nhức đầu quá. Lâu lâu ông ngộm nó thôi, thấy vậy công nhân nó khỏe hả? Cái này là nói thiệt, không sai. Vì có câu là theo Phật giáo mình á, sự thành công của bạn đó là bạn đánh đổi cái nỗi khổ này sang nỗi khổ khác. Bằng chứng là có anh đó, hồi đó anh đi làm đá rải đít nè, anh làm công thôi, anh làm cho ông chủ, ai kêu đâu thì ông chủ kêu đâu làm đó, ông làm thời gian thì ông cũng lấy lương vậy thôi, sống cũng cơm ngày hai bữa, đi làm công nhân làm công cho người ta. Ông ráng phấn đấu nha, ông ráng phấn đấu dành dụm, rồi ông mượn bạn bè bà con thân quyến, rồi có vốn cái ông mở cái cửa hàng đá rải đít nghệ thuật Phật giáo. Nhưng mà rồi sao? Ông đau đầu, ông thấy làm chủ căng quá. Làm chủ là đủ thứ lo hết. Lo công cho tiền công nhân, lo tiền mặt bằng, lo tiền vật tư, là lo đủ thứ. Đi làm lỡ nó sai, rồi nó hư, rồi người ta mắng vốn rồi thật khổ. Thì ông lại nói sao biết không? Hãy chia đó đi làm công nhân cho nó khỏe. Giờ làm chủ nặng đầu. Nhưng mà nếu mà nói theo xã hội thì đó là thành công. Từ một công nhân mà lên làm chủ về thành công. Nhưng mà hỏi ông chủ này coi, ông xuống thì khổ, ông nó cũng khổ thấy một nội. Cái này tại cái nghiệp ông phải chịu thôi. Làm chủ hả? Xin lỗi ông chủ nha. Ông khổ, nhưng ông xuống. Ông nó khổ lắm sư ơi, trời nhức đầu lắm. Tới tháng mà không có tiền là rắc rối à. Đang khổ đó. Cho nên cái câu người ta nói là sự thành công của bạn đó, nếu mà nói về góc độ xã hội thì ông thành công. Từ cái người mà làm công thì lên làm chủ, thì nhìn theo Phật giáo á, thì sự thành công của bạn là bạn đánh đổi cái nỗi khổ này sang cái nỗi khổ khác. Chúng tôi nói trong chùa cũng vậy đó, lúc mình mới vào mình làm điệu á, làm chú tiểu á, bị chấp tác, bị công phu, bị làm lụm đủ thứ hết, khổ quá, ráng tu đi, 20 năm sau lên làm trụ trì.
Tới giờ mình lên đầu trụ trì rồi đó thì bao nhiêu chuyện phải lo. Bắt đầu mới thấy cái người mà mới vô tu nó khỏe. Làm chú tiểu vậy nó khỏe. Giống như lúc mình làm con á, mình đi học thì cha mẹ lo hết trơn rồi. Tiền trường, tiền ăn, tiền uống mẹ lo hết. Mình nói mình lớn lên để mà mình làm có tiền đó, mình làm mẹ, vai trò mẹ khỏe. Tới giờ mình lớn lên mình làm cái vai trò làm mẹ, mình thấy trời ơi, làm con gì mà lại xuống. Vấn đề này nó cũng đã xảy ra ngoài xã hội rồi. Có hai vợ chồng đó mà tranh cãi nhau làm chồng sướng hay làm vợ sướng á. Nó có cái bộ phim gì thử làm vợ một ngày đó, cái ông đó làm vợ một ngày cũng chịu không nói. Ở nhà là sáng sớm hay là ở nhà làm gì phải dọn dẹp, quét nước, lau nhà, lau cửa cho con ăn uống rồi nấu nướng, đi chợ đi búa, ông làm thử một ngày ông chịu không nói. Ông nói thôi cho anh trở lại cái vị trí của anh đi, anh đi làm công ty ra ngoài anh làm cho anh kiếm tiền đi về chứ không phải. Đó, cho nên thì còn tham là còn. Đọc theo, không có cái biết nào bằng biết đủ. Không có cái vui nào bằng vui pháp. Đó, hôm nay là sư muốn câu này. Nay vui đời sau vui đó. Làm phước hai đời vui. Vui thấy mình được làm phước. Quả phước trổ ra được vui hơn. Thì thế gian này không có cái này vui nào bằng vui pháp. Vui mà vui pháp mới là vui nghe. Vui mà không pháp á, chôn vùi thế nhân. Nghe câu này mà suy nghĩ đi. Đừng có tưởng đâu ở ngoài đời có những cái vui ngoài đời đúng nó là vui, nhưng mà nó chôn vùi thế nhân. Có lần chúng tôi còn nhỏ đó, khoảng chừng 20 tuổi, chúng tôi đi trên một cái xe khách. Chúng tôi ngồi trước có đằng sau có hai cô ngồi sau. Mình ngồi trước cho mình nghe hai cô ngồi sau nói chuyện. Cái cô ngồi, hai cô ngồi sau, cô này nó nói là: mày ơi, mày thấy sao, thấy ông sư này không? Thấy tội không quá, mày không còn trẻ mà đi tu từ nghiệp không quá. Chắc ông khổ dữ lắm. Cái bà cái bên này đúng rồi, ta khổ ta đi tu vô tù cực lắm, khổ lắm. Cái sư ngồi trước sư nghe, sao sư nói sao phải không? Không biết ai khổ hơn ai. Họ nghĩ là ở ngoài là họ hạnh phúc, họ sung sướng. Thực chất mình đi tu mình có rất mình hạnh phúc và sung sướng vậy. Cho nên không có cái vui nào bằng vui pháp. Đọc theo, không có cái vui nào bằng vui pháp. Vui mà vui pháp. Vui mà không pháp chôn vùi thế nhân. Không có cái buồn nào bằng buồn ngủ. Vì buồn nào rồi cũng sẽ qua. Chỉ có buồn ngủ không tha ta bữa nào. Bị chan luôn. Có minh họa luôn. Đang ngủ không có tha. Hôm nay thì rất là vui, sư cũng không dành thời gian. Hôm nay là chủ nhật, ở chùa sư Phật tử đến nhiều lắm, nhưng mà vì sư quan hỷ với Thanh Phước với gia đình quá, nên mới nhận lời đến đây để thuyết pháp. Ở chùa sư biết bao nhiêu người vô kiếm sư, mà vô chùa mà không có chủ chùa, giống như vô nhà mà không có chủ nhà. Cho nên giờ xin phép kết thúc ở đây để rồi cúng dường xong xin phép sẽ trở về chùa liền. Vì ở dưới chúng sanh cũng đang mong chờ. Quan hỷ cho sư nghe.